Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình mới vừa vào cái cây trong cái chậu này để mình quay cho anh em xem ha. Mình mới vừa vô ngày hôm thay chậu ngày hôm nay cho anh em mình xem cho nó vui. Đây anh em, cái chậu này là cái chậu gốm vàng nha anh em. Chậu gốm vàng gốm của Đồng Nai á. Cái cây này mình cũng mới ghép được mới ghép chắc được mấy tháng. Hôm nay mình tiến hành mình thay chậu cho nó. Cái chung của bộ đế này, cây này chơi cũng được anh em mình. Mới vừa thay ha, cây này chắc Tết thì cũng có vài bông anh em. Nó mới mà. Mình làm chủ yếu là làm vui, đam mê. Hằng ngày mình quay cây luôn cho anh em mình xem cho nó vui vậy á. Ủa, đắp nổi ha. Đã bộ đế thì cũng khá ok ha. Còn cây này là cây tứ quý nha nè, cây tứ quý ghép vỏ Thủ Đức. Nói chung cây này nó cũng được mới mấy tháng thôi. Này nhìn bộ đế nó đã, bộ tượng nó không nhìn rồi, thấy rất là ok ha. Mình quay vòng vòng cho anh em mình xem. Cây này chắc được tầm 4 tháng, 4 năm tháng vậy mình cũng không nhớ rõ nữa. À, bộ đế nó đã chưa, bộ đế nó hết cái về sáo rồi luôn anh em. Thì em bữa mình vô là mình canh vừa cái bộ đế luôn á. Chung kỹ thuật của mình thì không có cao đâu nè, nhưng có một cái là mình thích chia sẻ những cái mà mình làm được các bạn, để cho anh em mình làm chơi cho cùng chung đam mê với mình cho nó vui ha. Thủ Đức mới được mấy tháng thôi. Chơi tạm anh em ha. Cây này hoành nó có hai mấy thôi nhưng cái bộ tượng nó khá là đẹp. Bộ cây này thì hôm nay mình ghép mình cũng quay cái shot cho anh em mình xem nữa ha. Cây này được bộ đế khá là đẹp anh em. Bộ cây này là cây ổi tàu nha anh em. Ổi tàu mình vô gỗ quái quái chơi nè. Rễ cốc nha nè, rễ cốc gừng đó. Bữa mình vô chậu nãy lên nè. Còn cái này là cặp người quế ha, quế thằng bay được một cặp nha các bạn. Còn cái cốc này hôm bữa mình cũng muốn quay cái shot cho anh em mình xem nè, mới trồng nha nè. Nhìn cái cũ nó đã. Còn em này hôm bữa mình ghép dưới đất mà hôm nay mình lên chậu rồi ha. Nhìn nó cũng được anh em. Cây này là cúc thọ hương nha các bạn. Cúc thọ hương. Rất là sum xê ha. Toàn nó ghê. Còn em này là dảo Thủ Đức, cây này cũng ghép được mấy tháng. Mùa này bắt đầu nó ra nút bông hết rồi nè. Mới có mấy tháng thì một bông của nó cũng có chơi được. Chung cây này thì chơi tạm nha nè, mới mấy tháng. Mình vô cái về sáo mình bỏ trên cây tấm đàn luôn. Nhìn nó tiêu tiếu. Còn cây này là cây rin, dạo Thủ Đức rin nha nè. Cây này mình cũng mới lên chậu. Quế, nói chung mình chơi đủ thứ cây hết anh em à. Cây này là cây siêu nụ. Cây này cũng cây cúc thọ hương nữa nè. Cây này nhỏ thôi nhưng mà cái bộ tạng nó cũng khiếp. Cây này là cây rin ha. Đó. Sữa cây này cũng quái quái nha các bạn. Cây mình làm để có mình chơi. Cây này mình trồng dưới đất quái. Bò
bông nó to lắm anh em mình, cảnh này bông nó to lắm. Còn cây này mình cũng mới ghép nên lên còn hai bo chưa lên. Lùm tới la. Cây này được có thằng quái ha. Còn cây em tàng bài này hôm nay chưa được cái gì hết. Cũng chưa lên luôn nha anh em. Nằm ì ở đây. Không biết nó có thành củi hay không. Có cái đường lắc cũng khá là hay anh em. Đây này. Còn đây là những cái cây mà mình trồng ngoài ruộng nha anh em. Đó, các bạn thấy cái bờ mình trồng cây hết rồi ha. Chung cái dành đai miếng đất mình chỉ có được một mẫu thôi nè, mình trồng hết rồi. Các bạn thấy không? Nó cũng rất là đã ha. Cây này mới trồng được có mấy tháng nè, mới trồng được có mấy tháng thôi. Nguyên một dành đai là mình trồng chắc được 200 mấy cây đó các bạn. Để đi mình trồng bỏ đây đi, thời gian lâu dài thì mình sẽ có cây để mình chơi, bán được cũng được thì cũng có cây để mình chơi. Tại vì mình cũng đam mê dòng cây, cây mai như bờ bên đó mình trồng tùng đó anh em, bờ chỗ giữa đó đó trồng tùng hôm nay nó cũng lên hết rồi. Trồng cái bờ đó chắc được mấy chục cây tùng á. Ở đây mình cũng xen xen thêm mấy cây tùng đó nè. Tùng thì lâu lớn hơn mai anh em, tùng lâu lớn lắm. Hẹn anh em mình lại video kế tiếp ha. Bye bye các bạn. Anh em nào thích cái kênh của mình thì nhớ đăng ký cho mình một lượt nha anh em, để mình hàng ngày có thời gian mình lên video cho các bạn cho xem cho vui ha. Bye bye.